Chúng tôi có đề cập dự án lấn biển Kiên Giang. Qua đó, cư dân các phường An Hòa, An Lạc thuộc thành phố Rạch Giá, Kiên Giang phản ứng mạnh mẽ trước hành động mà giới cầm quyền kết hợp với đại gia lấn đất của dân, thay vì lấn biển để mở rộng thêm đất đai theo như kế hoạch. Hậu quả là hàng trăm hộ dân bị công an đàn áp, mất sinh kế, lâm cảnh khó khăn nghiêm trọng. Tình hình này hiện giờ ra sao? Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, một nạn nhân chủ chốt của dự án lấn biển Kiên Giang là anh Lê Đức Mỹ cho biết. Bây giờ nó đang vướng là gì? Tại vì ở Kiên Giang có một số hộ dân người ta có sổ đỏ được cấp chủ quyền rõ ràng, thì chính quyền người ta không thể nói là dân lấn đất được. Sổ đỏ cấp từ năm 99 với lại năm 2003, cái thì trước khi có dự án lấn biển, cái thì sau khi có dự án lấn biển, nhưng mà cấp chủ quyền thì hiện nay người ta ghi rất rõ là đất của dân canh tác ở đâu thì được cấp tới đó, không qua tranh chấp thì được cấp sổ đỏ, đó là luật. Nhưng mà nó sai sót cái chỗ là nó quên đi, trong cái dải đất đó có những mảnh đất người ta cấp đó. Hiện nay á, cái ban dự án của Kiên Giang thì nó tính là gì, là nó tính xóa lấp mờ đi cái ranh giới mà giữa đất của dân có mấy chục năm nay rồi với thành phố lấn biển, dự án lấn biển mới. Nhưng mà tranh chấp cái chỗ là hiện nay nó làm càng làm bừa nhiều quá, làm bừa làm càng, vấn đề là ranh giới của đất nó không chịu cấp sổ đỏ cho người ta và nó tính xóa đi cái ranh giới. Trở lại vấn đề đối với những cư dân mà có sổ đỏ rồi đó thì bây giờ cũng bức luôn. Bây giờ họ cưỡng bức, theo tôi nghĩ cưỡng bức bằng pháp luật, chứ chưa phải là đàn áp, và cưỡng bức bằng súng ống, bằng con người, cưỡng bức bằng pháp luật. Có nghĩa là anh không ra quyết định thu hồi đất của người ta mà anh lại ra quyết định cưỡng chế đất của người ta. Quyết định cưỡng chế có nghĩa là quyết định mà bắt buộc anh phải thi hành, người dân phải thi hành. Anh làm trái luật mà anh bắt dân phải cưỡng bức bằng pháp luật. Anh không ra quyết định thu hồi đất của người ta mà lại anh ra quyết định cưỡng chế đất. Bây giờ anh cưỡng chế đất người ta thì anh phải dựa vào quyết định thu hồi đất đâu? Không có quyết định thu hồi đất. Dân phản đối á, bây giờ á, xác định ranh giới giữa đất của dân và đất của nhà nước lấn biển là ở đâu để cho dân biết, thì không ai dám xác định điều đó. Tại sao? Yêu cầu đưa bản đồ điều lệ 100% mà cơ sở anh trình Thủ tướng Chính phủ để mà xin phép dự án lấn biển á, thì không ai dám đưa ra hết. Tại vì cơ sở đó thì mới xác định được là đất nào là đất của dân, đất nào là đất chuẩn bị lấn biển thì mới có cái ranh giới. Cái thứ hai nữa là khi Chính phủ ký quyết định cho ban quản lý dự án lấn biển Kiên Giang là khởi công xây dựng lấn biển thì năm 1998, ngay năm đó nó đã bán của người ta là mấy trăm cái sổ đỏ rồi, bán chồng với đất của dân luôn. Có nghĩa là anh lấy đất của dân, anh bán khống giấy tờ của người ta là mấy trăm cái sổ đỏ, 294 sổ đỏ. Mà hiện nay á, hậu quả đó nó giải quyết chỉ khoảng là 200 cái, còn lại 94 sổ đỏ mắc kẹt, không có đất để giao, bị dân không chịu giao đất. Thế thì dân không chịu giao đất. Thì họ giải quyết làm sao? Thì bây giờ mới đang chống đối biểu tình, mới thưa kiện là thưa chỗ đó. Nguyên nhân thưa kiện là gì? Là mình không cho là chính quyền làm sai, mà cho là ban quản lý dự án nó làm sai. Nhưng người nào chỉ đạo cho ban quản lý dự án làm sai, đó là ủy ban nhân tỉnh. Thế thì ngay bây giờ nè, giới cầm quyền địa phương đó, kể cả ủy ban nhân dân tỉnh đó, thì họ có hành động như thế nào? Thì họ ra quyết định cưỡng chế dân, bắt dân phải làm việc là thi hành theo cái sai trái đó. Tôi cho cái đó là cưỡng chế bằng pháp luật. Dân muốn biểu tình hay là dân muốn đưa kiện thì họ bắt hết. Bắt hết bằng cách nào? Bây giờ gửi đơn lên họ nói là họ đúng, họ bác đơn của mình. Biểu tình lên đó thì họ dẹp. Đó. Họ cho công an, bộ đội rồi dân quân tự vệ xuống là cắt cây, đốn phá cây của người ta. Hiện nay đã cắt cây của người ta hết rồi, dọn đường. Mà thấy dân có cái biểu hiện là đột lực đi biểu tình, người ta hơi giảm lại chứ. Ngay bây giờ thì tình hình như thế nào, căng thẳng? Thì bây giờ là họ ban ra những cái quy định ban ủi đường lấn đất dân. Thì dân hiện nay có khả năng là sẽ đi Hà Nội biểu tình. Tại ở tỉnh này không biểu tình xong rồi, đưa chuyện của ông xong rồi, ai xử, không có người xử. Bây giờ phải đi Hà Nội, có lẽ nếu mà làm căng quá, không trả đất lại cho dân, không bồi thường thỏa đáng, dân sẽ đi Hà Nội biểu tình. Nhưng mà bây giờ trong cái tình cảnh hiện giờ như vậy thì trong những ngày sắp tới liệu... Bây giờ nếu mà nói về thiệt hại á, thì hiện nay á, là trên 10 năm nay dân không có gì, không có đất để canh tác. Thì dân dùng đó trước đây thì sống bằng trồng rau, trồng hoa, trồng tất cả cái gì để họ sinh sống bằng nghề. Họ có đất để họ canh tác. Anh hiểu nông dân thì phải có đất để canh tác. À, thì 10 năm nay á, là quy hoạch treo vậy, không làm gì được hết. Không cho phép sửa nhà, không cho phép xây nhà, không cho phép mua bán. Không, đất là một thứ hàng hóa đặc biệt để cầm cố, để mua bán, để kiếm đồng tiền xây sở, phải không? Và đất để canh tác, trồng rau, trồng này kia bán để sống qua ngày. Thì 10 năm nay không trồng được gì hết, không làm được gì hết. Đó là cái áp bức thứ nhất. Cái áp bức thứ hai vô lý là gì? Đất trên giá thị trường hiện nay nếu mà người ta cầm những đất đó người ta bán á, thì cái giá nó là 700-800 ngàn một mét vuông, đất đô thị loại 3 mà. Nhưng mà anh bắt tôi phải giao đất cho anh bồi thường giá 5 ngàn 13 ngàn thì làm sao tôi giá tranh được. Đó là cái vô lý thứ hai, anh đàn áp cái đó là bậy. Hiện nay mặc dù họ chưa đàn áp cái bắt con người hay là nhốt tù ai hết, nhưng anh đã cho cử lực lượng công an cái này nọ và xuống chặt cây phá cây của người ta. Cây người ta trồng 50-60 năm nay, anh nói là dân trồng đất trồng cây lấn chiếm đất của nhà nước, anh chặt bỏ.
bỏ cây của người ta, anh không bồi thường một cách nào hết. Cái đó là cái sai thứ ba, cái đó là anh cưỡng bức rồi, áp bức rồi, phải không? Bây giờ cái cây trong nhà anh trồng mấy chục năm nay, trị giá cái cây đó nó tính bằng là vài trăm ngàn, anh xuống anh chặt không của người ta đi làm sao? Đó là cái cưỡng bức thứ ba. Cái cưỡng bức thứ tư về tâm lý cho nó rất là nặng nề. Cái chỗ là gì? Chủ trương của đảng nhà nước, khi người dân bị mất đất thì phải được bồi thường thỏa đáng và phải được là có nơi ở mới, có nơi tái định cư mới bằng và tốt hơn nơi ở cũ theo chủ trương của đảng và nhà nước. Nhưng lần này nó có nói ai là bồi thường không thỏa đáng mà hỗ trợ thì cũng không luôn, mà lại còn đàn áp người ta nữa. Dân ở đây người ta chỉ yêu cầu anh thi hành đúng luật, làm đúng luật, anh lấy đất của tôi anh phải ra quy định thu hồi đất, lấy đất của tôi anh phải bồi thường theo giá thị trường thỏa đáng, và anh lấy đất của tôi thì anh phải ghi rõ mục đích anh lấy để làm gì chứ. Anh lấy làm đường thì tôi đâu dám chống anh, anh xây dựng sân bay quân sự hay là cảng không dám chống anh, nhưng mà anh lấy đất của tôi anh giao cho nhà đầu tư khác bán cái tiền lợi thì tôi chống anh chứ. Hiện nay á, An Minh ở U Minh người ta kéo lên, người ta biểu tình, người ta nói chống tả đảo bè lũ tham nhũng, tả đảo chủ tịch tỉnh Bùi Ngọc Sơn, chứ người ta không có chống đảng, không chống nhà nước, mà chống những cái cá nhân làm vậy. Nói chung thì cái tình hình cưỡng chế thu hồi đất đai ở Kiên Giang rất là bất cập, rất là nhiều. Kiên Lương cũng dính trong tình trạng này, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang cũng là điểm nóng, rồi huyện An Minh cũng là điểm nóng, ông rồi An Minh lên biểu tình cũng vì đất đai thôi, thành phố Rạch Giá. Nói chung là những điểm nóng mà về đất cát là đều có dính cái chuyện đó hết. Bị giao vì cách làm chồng chéo, mục đích là việc làm không đúng pháp luật. Trong cái vấn đề rắc rối về đất đai đó thì cho tới giờ này các viên chức ở địa phương đó có ai bị ảnh hưởng gì chưa? Chính quyền thì bây giờ một phó chủ tịch là bị đình chỉ công tác rồi, lên báo chí rồi, một trưởng phòng. Nói chung vụ án đó thì khoảng 5 người tham nhũng ngay trong nội bộ của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang, trong đó người cao nhất là phó chủ tịch tỉnh, sai phạm về đất đai thôi. Sai phạm về đất đai là cái gì? Là tham nhũng về tiền bạc chứ là cái gì? Mà sai phạm về đất đai đó là có dính líu tới dự án lên biển Kiên Giang này không? Có luôn, một phần là có luôn, anh ra những quyết định sai trái. Cảm ơn anh Lê Đức Mỹ rất nhiều ạ.